Đức Chiến mới đang là một trong những trung vệ của chúng ta khi mà chúng tôi thấy là Ngọc Bảo đang đá ở vị trí rất cao. Chính xác là như vậy, Đức Chiến mới chính là trung vệ đá lệch trái chứ không phải Ngọc Bảo. Ngọc Bảo thì đang thế vào vị trí do Thanh Thịnh để lại. Như thế có nghĩa là chúng ta đang đá với sơ đồ đội hình 3-4-3 và ba cầu thủ tấn công là Trọng Hùng, Tiến Linh và Đức Trinh. Quang Hải đang đá cặp tiền vệ trung tâm với Hoàng Đức. Điều đó sẽ đảm bảo cho chúng ta kiểm soát vực giữa sân tốt hơn. Đường truyền là của Hoàng Đức. Thực tế thì huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tự tin với điều này vì cách đá của U23 Triều Tiên khác hẳn với các cầu thủ UAE hay là Jordani. Họ không đá vây giáp, không đá với phong cách thiên về thể lực. Và vì thế mà Park Hang-seo không cần tới một tuyến giữa cơ bắp. Và đây là lý do mà Đức Chiến đang được kéo xuống đá vị trí trung vệ. Bóng trong chân của Đức Chiến. Và tôi nghĩ rằng anh Dũng ạ, ông Park cũng tự tin hơn khi ngày mai ông có thể xếp Đình Trọng đá chính ngay từ đầu. Trận đấu đầu tiên Đình Trọng ra sân trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận đấu ở giải đấu năm nay. Trước đó thì hai trận đấu trước Đình Trọng đều vào sân từ ghế dự bị. Anh vào sân ở phút thứ 54 thay Tấn Sinh ở trận đấu ra quân gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và vào sân ở phút thứ 36 thay Thanh Thịnh ở trận đấu thứ hai gặp Jordani. Và những lần vào sân đó thì có cảm giác là Đình Trọng đã thi đấu rất hay và mang sự tự tin cho các đồng đội của mình. Vừa rồi là đường truyền dài của Thành Trung. Tấn Tài đã tương đối khôn ngoan để chờ pha xử lý của đối phương. Pha đánh đầu ngược này của đội bạn rõ ràng là không tốt, nhưng ít nhất là đội bóng áo trắng vẫn có sự bọc lót cho nhau. Và đến những phút cuối của hiệp 1 trận đấu với Jordani, chúng ta mới được theo dõi thời cơ từ một quả đá phạt góc. Nhưng chắc chắn đây sẽ là trận đấu mà những quả đá phạt góc sẽ xuất hiện nhiều hơn. Quang Hải sẽ vẫn là người thực hiện quả đá. Và hãy cùng chờ đợi một phương án của đội tuyển U23 Việt Nam trong một tình huống mà chúng ta đã làm rất tốt tại SEA Games nhưng chưa thành công tại giải đấu lần này. Quả đá phạt góc của Quang Hải. Công Chiến giờ đây cũng đã trở thành một thứ vũ khí mới của U23 Việt Nam. Nỗ lực tranh cướp bóng của Trọng Hùng. Nếu như không phải tham gia hỗ trợ nhiều cho khâu phòng ngự thì ở vị trí bên phía cánh trái, Thanh Thịnh là một sự lựa chọn tương đối chất lượng, bởi đây là cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt, phối hợp hay với những cầu thủ trên hàng công. Nhưng khi phải tham gia cả hai nhiệm vụ cùng lúc thì Thanh Thịnh lại không được đảm bảo. Pha lên bóng của các cầu thủ U23 Triều Tiên rất nguy hiểm. Vị trí của Đức Chiến đã bị khai thác và vừa rồi là cú ra chân của Kim Cúc Xin. Một tình huống thực sự là thoát tim với các cổ động viên Việt Nam. Sức ép từ phía Ngọc Bảo cũng phần nào khiến Kim Cúc Xin không thể có được một cú dứt điểm như ý. Ngày hôm nay Kim Cúc Xin được xếp đá chính ngay từ đầu. Đó là một trong những sự thay đổi đáng chú ý của U23 Triều Tiên so với trận đấu mà họ để thua trước UAE. Quang Hải, Quang Đức. Pha xử lý của Trọng Hùng rất khéo. Nhưng ngay sau đó là đường truyền sửa lưng Ngọc Bảo. Các thủ U23 Triều Tiên cũng là những người có tốc độ cực tốt. Pha xử lý khôn ngoan của Đình Trọng. Đó là phẩm chất đặc biệt của Đình Trọng. Thêm một pha xử lý cũng mang đến cho chúng ta thấy hình hài của một Hoàng Đức thoát pressing rất hay. Đường truyền của Tấn Tài thì lại quá nôn nóng.
Đức Chiến, Ngọc Bảo, Hoàng Đức. 10 phút đầu tiên trận đấu đã trôi qua và đã có những cơ hội được tạo ra về khung thành của hai bên. Cách đây ít phút thì chúng ta vừa thoát một bàn thua. Đây là giải đấu mà đội bạn thường khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh của U23 Việt Nam. Kim Quốc Chun mới đây cũng đã khai thác một tình huống như thế. Quang Hải, đường chuyền của Quang Hải. Thủ môn của đội bạn đã kịp thời băng ra và lấy đi thời cơ của Tiến Linh. Pha phòng ngự tốt, đó vẫn là sự xuất sắc của Đình Trọng. Đức Trinh. Chúng ta cùng theo dõi lại pha chuyền bóng hay của Quang Hải. Nhưng đó là một tình huống mà Bắc Duy Ốc đã chơi tập trung. Và cũng có thể thấy là Tiến Linh đã rất hiểu đường chuyền của Quang Hải. Thì có một pha chạy chỗ và phá bẫy việt vị rất hay. Thành Trung. Đức Chiến, Hoàng Đức. Cả Hoàng Đức và Quang Hải đều đang lùi khá sâu. Chúng ta cần bàn thắng nhưng vẫn phải đảm bảo một thế trận vững chắc ở bên phần sân nhà. Khả năng tấn công mà U23 Triều Tiên thể hiện trước UAE và Jordani là không tệ. Sự khác biệt chỉ là việc họ đã không tận dụng tốt những thời cơ của mình và đã phải nhận những trận thua. Thuộc về Nguyễn Thành Trung. Chuyền ốc chọn. Vợ đọc gì hả? Hàng phòng ngự của U23 Triều Tiên cũng không phải là một hàng phòng ngự quá chắc chắn. Thường mắc sai lầm khi bị đối phương gây áp lực liên tục. Nếu như dựa theo những gì chúng ta được thấy ở những trận đấu với UAE hay Jordani, nhà phòng ngự của U23 Triều Tiên rất sợ những cầu thủ chơi lắt léo và sẵn sàng xâm nhập vào khu vực cấm địa. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do mà Ulinh Park Hang Seo ngày hôm nay đặt niềm tin vào vị trí của Trọng Hùng. Nhưng cũng cần thời gian cho Trọng Hùng vì đây mới là lần đầu tiên cầu thủ mang áo số 11 của chúng ta được đá chính tại một giải đấu lớn như U23 châu Á. Trong cùng thì có lối chơi gần giống với cầu thủ Ali Saleh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vừa nhanh vừa khéo và có khả năng khoan phá tốt. Có lẽ là ông Park cũng đã nghiên cứu rất nhiều về hai trận đấu đã qua của U23 Triều Tiên để sử dụng Trọng Hùng trong đội xuất phát ở trận đấu ngày hôm nay. Rất tốt, Thành Trung đã cắt bóng tuyệt vời. Tiến Linh không thể tham gia vào tình huống vừa rồi vì nếu tham gia thì cầu thủ tiền đạo của chúng ta sẽ bị thổi phạt việt vị. Đình Trọng đang theo rất sát Kim Phúc Dìm. Quý đầu là của Thành Trung. Đình Trọng đã nằm xuống sân. Chúng ta rất lo lắng mỗi khi cầu thủ
cầm áo số 21 của chúng ta ngã xuống. Và thực tế Đình Trọng dự giải đấu năm nay khi mà chưa có được thể lực sung mãn nhất. Và Luke Park Hang-seo đã phải cân nhắc rất kỹ mới tung Đình Trọng vào sân ở hai trận đấu trước. Thực tế đó chỉ là những giải pháp tình thế của huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà hàng phòng ngự của Việt Nam đã có những sơ hở và mới quyết định tung Đình Trọng vào sân. Và sự khác biệt đã được thể hiện rất rõ. Đình Trọng thể hiện vai trò quan trọng của mình. Đường chuyền dài rất hay của Thành Trung, tấn tay, phía trong là tiền lệ. Bộ đội đã chơi rất ăn ý, cùng nhau trong máu câu lạc bộ đã cùng nhau tạo nên những bàn thắng trước U22 Trung Quốc, đã kết hợp để tạo nên bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Bàn thắng đầu tiên của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay, và nó mang tên Tiến Linh. Không hề có lỗi việt vị của Hồ Tấn Tài ở tình huống này. Bàn thắng rất giống với những pha lập công của Tiến Linh vào lưới U22 Trung Quốc. Rất giống như một bản photocopy vậy. Nhưng đây là một pha bóng xuất sắc mà tôi tin là Luke Park Hang-seo đã xây dựng và mong muốn rất nhiều. Đường truyền dài của một trung vệ Thành Trung, tốc độ của Tấn Tài và khả năng chọn vị trí, bản năng của một tay săn bàn hàng đầu đã được Tiến Linh thể hiện ở những bước chạy và cú đệm bóng quyết định. 1-0 cho U23 Việt Nam. Bàn thắng rất quan trọng, nó phần nào góp phần giải tỏa áp lực dành cho chúng ta. Và có thể sau bàn thắng này thì lối chơi của U23 Việt Nam thậm chí còn trở nên thanh thoát hơn nữa. Lúc này thì trận đấu giữa Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn đang có tỷ số hòa 0-0. Áp sát tuyệt vời, tuy nhiên trọng tài lại thổi phạt với Tiến Linh. Nếu không thổi phạt Tiến Linh thì Đức Trinh đã sẵn sàng có mặt để tạo ra sự uy hiếp với khung thành của đối phương. Đức Chiến, một pha bóng mang đến cho chúng ta bàn thắng, nó xuất phát từ vị trí của Thành Trung, và điều đó cũng nói lên sự đa dạng của cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội. Thành Trung khi cần có thể đá ở vị trí trung tâm, khi đá lệch trái cũng tốt, và khi đá lệch phải vẫn thể hiện được sự xuất sắc của mình. Truyền không chính xác của cầu thủ đội trưởng Ri Chung Hiu. Đây là trận đấu mà các học trò của Luke Park Hang-seo có nhiều không gian chơi bóng hơn và có nhiều điều kiện để phát huy những phẩm chất như tốc độ hay kỹ thuật của mình hơn. Đó là pha xử lý chủ động của Thành Trung. Đối phương đã kê chân. Trọng tài thổi phạt với Seo Jung Jin của U23 Triều Tiên. Bàn thắng của Tiến Linh xuất phát từ một tình huống phát động tấn công từ bên phần sân nhà của Thành Trung. Chúng đúng là sở hữu rất nhiều những phẩm chất mà tất cả các huấn luyện viên đều cần, không chỉ hay trong phòng ngự mà cũng rất có duyên mỗi khi lên tham gia tấn công. Và bây giờ thì Thành Trung lại cho thấy một khả năng nữa của mình, đó là khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài từ sân nhà khiến hàng phòng ngự đối phương bất ngờ. Trọng tài thổi phạt với Trọng Hùng. Trận đấu với Jordani khi mà Thanh Thịnh rời sân, Ngọc Bảo đẩy lên đá ở vị trí hậu vệ trái thì Thành Trung đá ở vị trí trung vệ lệch trái và đã chơi tốt, bởi vì khi đó vẫn còn Việt Anh. Ngày hôm nay Đức Chiến được kéo xuống đá vị trí trung vệ lệch trái thì Thành Trung đá lệch phải và vẫn chơi tốt. Phút 20 của hiệp 1 cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chúng ta đã mở tỷ số với pha lập công của Tiến Linh. Còn trận đấu tại Buriram giữa UAE và Jordani vẫn đang có tỷ số hòa 0-0. Đây là những tỷ số rất có lợi cho đội bóng của chúng ta. Nhưng hy vọng của chúng ta sẽ vẫn còn phải trải qua rất nhiều thử thách vì thời gian vẫn còn rất dài. Quang Hải là người đã có pha ngăn cản số 4 của U23 Triều Tiên, Jo Yong-gi. Như vậy là đã có thẻ vàng cho đội trưởng của U23 Việt Nam. Quỳnh Tiến Dũng. Xét riêng về cá nhân của một số một bên phía UFM Việt Nam thì anh đang có một giải đấu rất hay. Vẫn là các cầu thủ U23 Triều Tiên. Quang Hải, Đức Trinh. Đội bàn buộc phải phạm lỗi để ngăn cản một tình huống phản công của chúng ta. Chiếc thẻ vàng là điều tất nhiên. Trọng tài Sarri đang tỏ ra rất nghiêm khắc với những tình huống phạm lỗi của cầu thủ hai bên. Trong trận đấu giữa Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất kết thúc với tỷ số hòa không đều thì chúng ta cần phải thắng U23 Triều Tiên với cách biệt 2 bàn. Những tình huống băng ra hợp lý là một trong những điểm sáng của U23 Việt Nam được Tiến Dũng thể hiện tại giải đấu lần này. Lúc Park Hang-seo đã không lầm khi luôn nhìn thấy khát khao và quyết tâm khẳng định mình của các học trò. Rất tiếc cho tình huống vừa rồi khi Hoàng Đức đã không phán đoán được hướng bóng. Tốt của Hà Đức Trinh. Các thủ U23 Triều Tiên là những người cũng rất mạnh về thể lực. Chúng ta cần phải tránh lao vào một cuộc đua về thể lực với đối thủ này. Tình huống giải nguy và bóng lót cho đồng đội của Đình Trọng. Trận này thằng Trọng Hoàng được đi đá hay. Rất có thể sẽ là một quả ném biên mạnh như một quả đá phạt của cao thủ áo trắng. Người phá bóng là Thành Trung. Cú đi đầu sau đó là của Đức Chiến. Trọng Hùng. Toàn bộ đội hình U23 Việt Nam ở tình huống vừa rồi đã lùi về để phòng ngự. Cơ hội phát công rất hay. Một tình huống cho thấy khả năng đọc tình huống quá hay của Đình Trọng. Trọng Hùng. Tiến lên. Bóng cũng tới được vị trí của Tiến Linh. Người ra chân sau đó là Trọng Hùng. U23 Việt Nam đang chủ động về thế trận. Chúng ta không có những tình huống tấn công đối thủ dồn dập mà lựa chọn thời cơ để tung sức. Pha bóng vừa rồi là một ví dụ. Khi chúng ta có cơ hội phản công thì tất cả hệ thống đều tham gia vào pha bóng.
ngay cả trung vệ Đình Trọng cũng đã lên đến vạch bồi giữa sân và có hai đường chuyền liên tiếp cho những cầu thủ ở phía trên. Trọng tài đã rút thẻ vàng với Đình Trọng. Ông Sa này quả là đang rất nghiêm khắc với những tình huống va chạm giữa cầu thủ hai bên. Theo tôi, phạt Đình Trọng ở tình huống này thẻ vàng có vẻ như hơi nặng. Và đó là lý do mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã lắc đầu. Những chiếc thẻ phạt cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định đi tiếp, bởi chỉ số fair play là chỉ số sẽ được tính tới. Tại Asian Cup 2019 thì chúng ta đã vượt qua Liên Bang để góp mặt ở vòng 1/8 nhờ hơn chỉ số fair play. Của Kang Kuk Chon. Ôi giời, đập người. Lại là một tình huống mà Tiến Dung đã không mang đến cho chúng ta một pha xử lý chắc chắn. Tôi có cảm giác là Tiến Dung cũng đã có ý định đấm bóng chứ không hề lòng bảo trứng với lại ấy, đúng không? Tiến Dung đúng là lòng bảo trứng rồi tôm đấy, đúng không? Xử lý an toàn và đấm bóng giải quy, nhưng có lẽ là có tình huống dứt điểm của cầu thủ bên phía U23 Triều Tiên, bóng đi rất liệu, ảnh hưởng đến sự phán đoán của thủ môn bên phía U23 Việt Nam. Hoàng Đức, Quang Hải, thời gian còn nhiều, quan trọng là các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải lấy lại sự bình tĩnh. Thời gian còn dài mà. Tiến Linh, tận tay. Dùng tay chơi bóng. Đức Chiến, đường chuyền dài của Đức Chiến. Các trung vệ của chúng ta tương đối tích cực mở những đường bóng dài. Bên phía cánh phải là Thành Trung, còn bên phía cánh trái là Đức Chiến. Thời gian đúng là vẫn còn rất nhiều và điều quan trọng nhất lúc này với đội bóng của chúng ta là trở lại với sự tự tin. Đâu ấy, không biết. Đường chuyền quá mạnh của Hồ Tấn Tài. Tiến Linh đã giảm nhịp để có lẽ là chủ động đón một đường chuyền sệt của Tấn Tài, nhưng số 4 của chúng ta thực hiện một đường chuyền quá dài xuống phía dưới.
Hà Đức Chính. Với những kết quả của hai trận đấu cùng giờ, ở thời điểm hiện tại thì lợi thế vẫn đang tạm thời thuộc về U23 Jordani và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hai đội bóng này vẫn đang tạm hơn U23 Việt Nam 2 điểm. Đức Chiến rất nguy hiểm. Trong hoàn cảnh như chúng ta vừa phải nhận bàn thua thì có lẽ là các trung vệ không nên đặt Bùi Tiến Dũng vào những tình huống thử thách. Sẽ có thể vào, có thể là như vậy. Khi mà đội bạn đang ngăn cản một cơ hội phản công của chúng ta, người bị phạm lỗi là Đức Trinh. Ông Park Quang Chon, Kasim chỉ dành một lời nhắc nhở cho Park Quang Chon. Đây mới là tình xứng đáng là một tình huống phải nhận thẻ vàng. Tình huống ngăn chặn và phản công nhanh của chúng ta và vào bóng rất nguy hiểm bằng đầu giày. Hoàng Đức, Đức Chiến, Thành Trung, Đình Trọng, tại giải nhưng cũng đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Thành Trung và xử lý an toàn của Thành Trung. Hơn 30 phút đầu tiên đã trôi qua. Số trên sân Raja Mangala đang là 1-0. Kể từ vòng tứ kết của U23 châu Á năm nay thì tất cả các trận đấu đều sẽ được tổ chức trên hai sân Raja Mangala và Thammasat. Sắc hơn sau bàn thắng tương đối bất ngờ. Chuyển sai địa chỉ của đối phương. Hoàng Đức ngay sau khi mất bóng thì cầu thủ U23 Triều Tiên cũng đã lùi về sân nhà rất nhanh, tạo nên một thế trận phòng ngự nhiều lớp. Chuyển không tốt của Ngọc Bảo vào sát rất nhanh của Hình Trọng, đá phạt cho U23 Việt Nam.
Từ đầu giải thì chúng ta cũng chưa một lần được hưởng những quả đá phạt ở vị trí thuận lợi với chiếc chân trái của Quang Hải. Đây là giải đấu mà chúng ta đến với một vị thế khác và các đối thủ đều nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U23 Việt Nam. Đang đá với đội hình rất thấp. Thành Trung. Đức Chiến. Ngọc Bảo. Trọng Hùng. Hoàng Đức. Có vẻ như tương đối nhẹ tay với những tình huống va chạm của cầu thủ 23 Triều Tiên. Tiến Linh, Thành Trung, Thành Trung, Kim Phúc Jin thì muốn dùng tay không chia bóng. U23 Triều Tiên kéo đội hình xuống rất thấp, điều đó cũng khiến cho U23 Việt Nam không thể đẩy cao tốc độ. Quang Hải đất tay. Tài thì đã chỉ tay ra một để ra dấu về một quả đá phạt góc, nhưng tổ trọng tài VAR sẽ làm việc. Penalty nếu như theo những gì chúng ta thấy. Đúng rồi, tay rồi. Trọng tài này đều nãy giờ toàn thiên vị không hiểu là đã nhận được tín hiệu từ tổ trọng tài VAR hay chưa. Có một quả đá phạt góc. Bóng chân qua khung thành của U23 Triều Tiên nhưng không ai có thể đệm được vào quả bóng vừa rồi. Quả đá phạt góc khó chịu, Tiến Linh là người chạm đầu. Một cơ hội rất tốt đã trôi qua trước bước giày các cầu thủ U23 Việt Nam. Đã có một tình huống va chạm giữa Trọng Hùng và cầu thủ U23 Triều Tiên. Việt Nam đã có hai cầu thủ phải nhận thẻ vàng, đó là Quang Hải và Đình Trọng. Chúng ta đang xem lại hai bàn thắng của trận đấu cho tới lúc này. Bàn thua của chúng ta là một điều rất đáng tiếc.
ôm tí. Chiến đã bị cầu thủ đối phương vượt qua. Các đồng đội vẫn bọc lót được và xử lý tốt của dòng hồ. Hoàng Đức, bóng trắng lùi về rất nhanh với hệ thống phòng ngự nhiều lớp. Quang Hải, nhiều của bố Đức Trinh rất đẹp. Cú quẳng chân ngay của Hà Đức Trinh ở thế không thực sự thuận lợi. Đó là một pha dứt điểm bằng chân trái. Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra thì ông Park Hang-seo đánh giá rất cao đối thủ U23 Triều Tiên và cho rằng đây là một đội bóng đầy bí ẩn và bản thân ông không có nhiều thông tin về đối thủ này. Nhưng với cách sắp xếp đội hình ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho thấy mình hiểu đối thủ nhiều hơn. Đây là điều rất bình thường vì U23 Triều Tiên đã trải qua hai trận đấu trước đó. Trọng Hùng bị phạm lỗi. Chôn là tác giả của bàn thắng cứu hòa một đều. Số vào lưới của Jordani. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên. Và bây giờ với thông tin tích cực từ sân vận động Chang Arena là một thời cơ mở ra cho chúng ta với chấm đá phạt này, với sự xuất hiện của Quang Hải và cả Hoàng Đức. Có hai lựa chọn cho chúng ta, nhưng đây là vị trí đá phạt gợi nhớ lại khoảnh khắc ở Thường Châu. Quang Hải không qua hàng rào của U23 Triều Tiên. Cú đá hơi thấp. Tất nhiên để cầu mong trận đấu giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordani kết thúc với kết quả có lợi chúng ta thì điều trước tiên chúng ta phải vượt qua U23 Triều Tiên đã. Và đó đang không hề là một nhiệm vụ dễ dàng. Trọng Hùng. Đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên rồi. Quang Hải, Quang Đức, Tiến Linh đã mất yếu tố bất ngờ rồi. Quang Đức, bóng lại đến chân Nguyễn Hoàng Đức. Giữa đây Đức Trinh, đó là Trọng Hùng. Bóng
cánh của Trọng Hùng và pha bóng mà Hoàng Đức tạo ra là một sự đột biến cần thiết, nhưng đó vẫn là một đường chuyền hơi mạnh và vẫn tạo điều kiện để thủ môn của đội bạn băng ra. Thời gian đá bù cho hiệp đấu thứ nhất chỉ là 1 phút. Kết quả của trận đấu cùng giờ đang tạm thời có lợi cho U23 Việt Nam. Nhưng ở trận đấu mà chúng ta đang phải đối mặt thì U23 Việt Nam cũng chưa có được lợi thế. Sau tình huống băng ra nỗ lực bắt bóng trước mũi dậy của Trọng Hùng, thủ môn bên phía U23 Triều Tiên Kang Ju-hyuk đã bị đầu. Những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên. Tiến Linh. Một pha bóng mà lực lượng tấn công của chúng ta hơi mỏng. Trọng tài đã đổi còi kết thúc hiệp đấu thứ nhất trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên. Tiến Linh đã mở tỷ số trận.